đi cùng với lại anh tài xế. Anh tài xế tên là anh Trắc, sẽ đi qua cái đoạn đường đó khoảng 15 km của bác quýnh chị để mà vận chuyển hàng hóa ở sau lưng như thế này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay vào buổi sáng nay thì Bùi Hồ sẽ chuyển những cái rau củ quả ngoài sau này cô bác quý anh chị đi xuống cái khu cách ly ở huyện Thanh Bình đó cô bác quý anh chị, để sức cho cái khu cách ly cô bác quý anh chị. Và hôm nay có được rau củ quả như thế này cũng nhờ sự chung tay góp sức của cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước. Ở đây thì cái này nè cô bác quý chị, này là bạc hà. Đây là bạc hà này thì hôm qua ở xóm mình cho với lại rau tân đó. Còn cái này là bồ ngót, thì bồ ngót lúc đầu thì mình hỏi mua rau bồ ngót này dùng để nấu canh á. Lúc đầu mình hỏi mua thì cái anh của công bồ ngót đó anh đòi cho mình nguyên công bồ ngót luôn, muốn cắt khi nào thì cắt đó. Đây bồ ngót đây, với này là rau muống thì mình mua, rau muống mình mua thì giá là 6.000 đồng 1 kg. Ở đây mình mua tổng cộng là 50 kg, thì mấy cô này lấy chỉ có 40 kg thôi, tặng 10 kg để cho khu cách ly. Còn đây là bầu với lại bí, với lại hôm nay thì cũng nhờ mạnh thường quân thì mình sẽ chở 200 bao gạo vào khu cách ly. Thì mình sẽ chia làm nhiều đợt để đi xuống khu cách ly, để tại vì ba cái rau củ quả này nè ăn không hết thì nó sẽ bị héo. Ở chút xíu nữa thì khoảng 7 giờ hơn, và mình cũng có xin phép ở xã để mà để vận chuyển cái phần gạo với lại rau củ quả này đi xuống. Thì mong hôm nay xuống dưới coi tình hình như thế nào thì Bùi Hồ sẽ biết để mà có thể bổ sung thêm những gì cho đợt tiếp theo. Ở đây thì có sự ủng hộ của rất là nhiều mạnh thường quân, Bùi Hồ trích quỹ ra, thì sau khi về thì Bùi Hồ sẽ công bố danh sách mạnh thường quân của bác. 20 bao để cho chắc ngay được. Bao nó nè, để đây nè. Này mỗi thứ là 20 kg. Sao anh? Bồ ngót. Để đây nè, rồi muốn để bên kia. Này là bồ ngót ngon lắm. Rồi. Dạ. Đây. Rau này cũng khô, bỏ ăn bao gạo cũng được, không có gì đâu. Không sao. Hết cả muốn luôn hả? Dạ, hết luôn. Để nó đi cần đã lăn ra tiền. Nghe luôn rồi. Cưng. Dạ. Rau nhẹ không sao. Rồi, xong. Giờ chuẩn bị có giấy nữa là thông hành đi rồi. Ồ, xe luôn cô bác anh chị. Xe này cũng nhẹ anh Trắc. Dạ. Bây giờ Bùi Hồ ngồi ở đây cùng với lại anh tài xế. Anh tài xế tên là anh Trắc, sẽ đi qua cái đoạn đường đó khoảng 15 km của bác quý anh chị để mà vận chuyển hàng hóa ở sau lưng như thế này. Đi về luôn chắc khoảng 2-3 tiếng anh Trắc. Dạ. Và đây là một cái xe ba gác tự chế. Hôm nay thì Bùi Hồ muốn cho cô bác quý anh chị xem một cái đoạn đường ở quê vào những ngày cách ly nè. Đường mình xấu quá ha. Chạy ngồi đây lắc lư cũng đi ghê. Xe này là phải có bằng lái, giấy phép đồ đàng hoàng anh Trắc.
Hôm nay thì đã được đi như thế này thì hai anh em mà phải có một cái giấy phép, giấy giới thiệu của chính quyền địa phương ở xã, để đi đến một cái xã khác thì mới đi được. Tại vì mình ra đường là phải có lý do chính đáng ha, có lý do chính đáng thì mới được lưu thông. Và mình vận chuyển này thì được sự đồng ý của cơ quan chính quyền ở xã, cũng như được thống nhất nên vận chuyển này đi. Và có được cái hàng hóa này cũng nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân, cô bác quý anh chị ở trong và ngoài nước. Ôi dạ, đó, thấy không? Phải mang, hôm nay phải mang hai cái khẩu trang ngồi ở trên một chiếc xe này. Đủ loại xe luôn đó. Đó, hôm nay đi xe này đều là đủ loại luôn. Ây da, ây da. Ôi dạ. Cái đường này muốn chạy nhanh cũng không được nữa. Xe này tốc độ tối đa là nhiêu anh? 50 hả? Ở quê mình là một cái cồn nên qua muốn qua bên kia gần cái nơi mình chở vô khu cách ly với cô bác quý anh chị là phải qua một cái con đò như thế này. Và đây được gọi là sông Tiền. Ở miền Tây thì có hai nhánh sông, đó là sông Tiền và sông Hậu. Thanh Bình nữa cô bác quý anh chị. Đường này là đường quẹo về Tam Nông và Bùi Hồ, phải đi vô cái xã này giáp. Cái xã này thì nó giáp với lại huyện huyện Tam Nông. Cái đường này đi đã hơn đường lúc nãy. Đường ở bên quê bên cồn thì nó còn khó khăn, đường ở đây thì láng rồi. Đây là đến cái khu cách ly rồi. Ta sẽ hạn chế mình ra vào. Đây là cách ly, là một cái cơ sở, là một cái trường trường cấp, trường trung học phổ thông của cô bác quý chị, để mà cách ly tập trung ở đây. Vô mà vô đường này mát nha anh Jack ha. Cũng sau một hành trình thì hai anh em cũng đã đến cái nơi mà cần giao đồ cho cái nhà bếp nấu ăn ở đây nè cô bác quý anh chị. Các anh em cũng vận chuyển chia tiếp em hay anh chắc ha, ông quay phim cái. Được không anh, dê xe vô không? Vô đây đi ha. Vô đây được không? Vô thì được á, mình sợ vô. Về ra khó không anh chắc? Hiện nay là cái khu mình là bao nhiêu anh? Bao nhiêu người cách ly? Dạ. 100 mấy rồi. Bò ngót với lại rau muống. Dạ. Một cái chị ở đây nói là cái khu cách ly này á, là cái người cách ly không với lại những người cô chú nấu ăn rồi các anh em phục vụ là 100 mấy người ha, 110 mấy 120 người á. 100 mấy thì kể như nấu từ 150 lên. Dạ, mỗi ngày nấu 3 cử ha. Sáng trưa chiều 3 cử. Dạ. Ở đây thì rau củ mình thiếu nhiều không anh? Dạ.
Rồi đây, này là ở trong này có gạo tằng. Đây, gạo tằng để nấu ăn chua. Này bí. Cái đó hôm qua bạc Hà ta cho. Còn bầu bí. Dạ. Đem sách ăn tiếp phụ cho. Thấy anh em ở đây cực quá ha. 24/24 hả anh? Đây đưa em bao đi. Này cũng nhiều. Chuyển cho bao nhiêu gạo nữa là hết cô bác anh chị. Ở đây thì có 200kg gạo thôi. Đợt này em sẽ chia ra làm nhiều đợt để hỗ trợ. Dạ. Ôi cái này là bữa cơm sáng nay của mình đó hả chị? Cơm trưa. Cơm trưa. Sáng rồi. À, ngày mình nấu ba cử ha. Sáng ăn sáng, trưa, trưa và ngon quá luôn kìa. Ở đây là rau củ là mình thường là hiếm loại nào hả chị ha? Thường đó hả? Dạ. Củ cà rốt, củ cải. Đu đủ rồi có nhiều không? Đu đủ cũng có. Ừ. Mấy cái cơ chị này là nấu là... Là trong của bên hội phụ nữ của xã mình đó. Dạ. Là mấy chị này nấu xuyên suốt luôn. Nấu xuyên suốt. Dạ. Thay phiên với nhau chị em rồi ai đánh gì thì làm cho đó. À. Đây là các thịt đời nấu để cho các những người mà phải cách ly tập trung ở đây. Đây có thịt heo, xương, đó, đây rau củ đầy đủ à. Cái này là do đóng góp hay là mình mua chị? À, thường cái này là mình mua, còn những cái này là mạnh thường quân sẽ trở lại sẽ hỗ trợ cho mình. Ở đây thì mình có nhiều mạnh thường quân đóng góp cho cái khu của mình không? Có. Người ở xã nọ vậy đó. Dạ. Người đóng góp dầu ăn, nước tương, nước mắm, rồi đường, bột ngọt cũng rất là nhiều. Anh em là đa số tập trung ở đây hết luôn. Dạ. Cũng, là... có ở, cũng có ở xã khác cũng hỗ trợ luôn. Dạ. Ồ, mỗi ngày là mỗi một buổi vậy là mình chiên bao nhiêu ký như thế này ha? Em là trước tầm 20kg thế lên. 20kg hả? Làm gì vất vả dữ không chị? Ủa vất vả chút xíu rồi ơi. 9 giờ mấy 10 giờ. Ừ. Giờ mình vô mình bột bột mình rau để cho bột rau đi chiên đắng thành đan. Dạ. Rồi sau đó thì chiều mình 2 giờ mình nấu tiếp. Dạ, 2 giờ tiếp rồi. Ngày qua ngày vậy đó. Chị thấy làm có công việc này vui không? Cũng vui, chị em vui lắm, vui vẻ dễ hòa đồng lắm. Dạ. Thôi chúc chị coi luôn có nhiều sức khỏe ha. Mong Việt Nam mình mau qua hết dịch chứ dịch gì bà con làm ăn không được chị Sơn. Khi mà mình có vô đây thì mình mới hiểu được cái sự khó khăn của những người tiến đầu chống dịch. Và đặc biệt là các anh ở đây nè, các anh với các chị ở đây nè. Phải nấu ăn xuyên suốt mỗi một ngày như thế là ba cửa ăn. Mỗi một người như thế là một khâu hết à. Thì mong cô bác quý anh chị những người mà có tấm lòng hảo tâm gom góp của ít lòng nhiều cũng được nữa. Để mà hỗ trợ cho các cô, các chú, các anh, các chị để mà có những cái về lương thực, rau củ quả như thế này đó. Và anh chị nói ở đây là ngày nào cũng nhận ủng hộ từ tất cả mạnh thường quân hết à. 11 giờ mới ăn thì bây giờ các chị này ở đây cũng đã chuẩn bị cũng gần xong hết rồi. Sau đó mình mới vô phần hả chị? Dạ, vô phần rồi đem có một cái bộ anh chị đem đi. Có một anh chú con nó rồi đi. Dạ. Có như thế này mình mới thấy cái tình người với nhau ha, đoàn kết với nhau. Dạ. Có cái này mình mới đoàn kết nha, mình mới được. Mình mới thấy cái người Việt Nam mình yêu thương nhau cỡ nào luôn á.
làm gì có mệt thì nhưng mà nó vẫn vui ha. Đúng rồi. Dạ, cái đoàn kết mới vui vẻ rồi mới đoán với nhau được. Dạ. Thế là mới làm ra cái bằng thành được cái nhiệm vụ. Dạ. Đúng rồi. Tại vì trong này là cần thiết là mấy cái đó. Nhưng mà ở cái bếp ăn mình có khi nào mà thiếu hụt rau củ quả đâu không chị? Nói chung là cũng như cho cho vô hoài vậy đó. Thì thiếu thì mình mua, thiếu thì mình mua thêm. À. Như cái lặt vặt nào mà mình mặn cần gấp quá thì có khi cũng có thiếu. Dạ. Chứ không có đến nỗi mà thiếu quá. Có nghĩa là cái khẩu phần thức ăn ở đây là tùy thuộc vào cái người dân họ quyên góp. Đúng rồi. À, ví dụ như là quyên góp ngày đó là đu đủ nhiều thì mình sẽ nấu canh đu đủ. Đó. Dạ, bí nhiều thì mình nấu canh bí. Ví dụ hôm nay là rau thì nó dễ hư nhất nha. Thì mình sẽ nấu rau trước. Dạ. Ở đây người ta còn biết người ta cũng vậy đó. Dạ. Theo cái đồ dùng đó. Dạ. Dùng mà miếng cái nào nhiều thì mình vừa dùng đó trước đó. Có nghĩa là mình coi cái kho lương thực của nào của mình trước. Đúng rồi. Mình mới nấu. Éo trước thì làm trước. Dạ. Mình để thời gian lâu. Dạ. Em thấy là bí bầu với lại là đu đủ là lâu nhất à. Lâu nhất. Rau cũng phải có rau đó thì kia mau héo. Dạ. Thì mình nấu cho một cái khu gì thì cái tâm trạng của mình có sợ không? Không. Không sợ ha. Không sợ. Thì người ta sao mình chỉ à? Người ta sao mình chị em ở trong đây sao mình chỉ à? Chứ mình không có sợ gì hết. Dạ. Mình yêu cầu mình bảo vệ mình an toàn được rồi. Dạ. Đeo khẩu trang đừng có thấy được rồi. Rồi em chúc anh chúc cho mấy chị mấy cô sức khỏe nha. Rồi. Dạ. Dạ. Muốn nhân rộng cái mô hình này ra thêm để cho mọi người cùng đóng góp chung tay. Dạ. Trang có nó gọi lên trên cái đá kêu hoài có hai em xuống đâu. Quá nhà. Không ai được. Em thấy ở đây ai rảnh gì là vô bắt tay vô làm liền đó. Dạ cô bác quý anh chị, đây là một cái bếp ăn ở khu cách ly thuộc xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và hiện nay thì chúng ta thấy về cơ sở vật chất ở đây thì còn rất là thiếu thốn rất là nhiều. Thì thức ăn của tất cả các anh trên kia thì ngoài sự hỗ trợ của nhà nước thì cũng có đóng góp của Mạnh Thường Quân. Và hôm nay Hồ muốn quay thước phim này để cho cô bác quý anh chị. Mong cô bác quý anh chị có rau củ quả có gì thì góp nấy để mà ủng hộ thêm cho bếp ăn như thế này, để mong mau qua cái đợt dịch này. Và một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân trong nước như ngoài nước đã cùng chung tay góp sức để hỗ trợ cho Bùi Hồ được thực hiện thước phim ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Thôi nè, đây em gửi tiền anh đó, cảm ơn anh nhiều nha anh Chắc. Dạ, bây giờ bữa nào đi tiếp. Dạ, kính thưa cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ cũng mới đi giao về luôn. Và Bùi Hồ sẽ công bố cái số tiền hả cô bác quý anh chị. Thì đợt này Bùi Hồ giao đợt 1 thì tổng cộng cái số tiền là gạo muống là 50kg. Thì 240.000 đồng. Bầu bí là 40kg là 820.000 đồng. 50kg gạo muống thì cô chị lấy là 40kg, mỗi ký là 6.000 đồng, thì là 240.000 đồng. Gạo là 200kg là 2.260.000 đồng. Thuê xe ba gác là 300.000 đồng, tổng cộng số tiền là 3.620.000 đồng. Đó là cái số tiền chung của Bùi Hồ mới vừa trao đợt 1. Đợt 2 thì Bùi Hồ sẽ tiến hành thêm đợt 2 vào những ngày tiếp theo. Vừa rồi thì mình có giao là bộ ngót thì được một cái anh kia anh cho luôn, có bác quát với anh chị. Giờ muốn thì bán 50kg thì chỉ lấy 40kg thôi. Thì một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân trong nước cũng như ngoài nước đã cùng chung tay góp sức ủng hộ cho Bùi Hồ có được thực hiện cái video clip này. Đợt 1 ủng hộ khu cách ly thì Bùi Hồ xin trích quỹ ủng hộ của cô Huệ là Việt Kiều Bỉ 2.260.000 đồng để mua 200kg gạo. 2 là một chị giấu tên ở Canada 500.000 đồng. 3 là anh Trung ở Việt Kiều Mỹ là 620.000 đồng. 4
là Bùi Hồ 500.000 đồng. Tổng cộng ủng hộ đợt 1 cho khu cách ly là 3.620.000 đồng. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước cũng như là ngoài nước ủng hộ cho Bùi Hồ để thực hiện video clip ngày hôm nay.